Vườn Khỉ Ngọc Thạch mến chào quý cô chú anh chị. Chiều hôm nay em lên một lô linh sam 86, linh sam 86 anh chị. Này lá rất là nhỏ nha. Linh sam 86 15 mã số giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Clip hôm nay là clip số 02. Em bắt đầu từ mã số 1 ha. Rồi cây 86 này hoành ngay vị trí này là 23. Đó, chiều cao là được 18 sen ha. Cây này toàn tự nhiên, không có quấn thân sữa thân anh chị. Rồi mã số 1, giá là 300.000, em bao ship bao sống cho anh chị mình luôn ha. Đây, này là linh sam 86 nha. Tiếp theo là mã số 2. Đó, mã số 2 hoành thân ở đây là 15 ha anh chị. Đó, chiều cao là 20 sen. Cây này dáng cũng khá quái ha. Mã số 2 giá là 200.000. Linh sam 86. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 hoành đo ngay đây là 22 ha, cao 15. Mã số 3. Mã số 3 là giá là 250.000 ha anh chị. Đây, cái hoành là 250.000 cho mã số 3. Rồi mã số 4. Cây này rất là lùng lực anh chị. Đó, chiều cao là có 10 sen ha. Hoành được 25. Hoành vị trí này 25 ha. Cây này lùng lực. Mã số 4 300.000. Giá là em đã bao phí cho anh chị mình hết rồi ha. Đây mã số 4. Đây, mã số 5 cũng là một em lùng lực ha. Đó, chiều cao là 11, hoành 26 anh chị. Hoành 26 một nắm tay dư luôn nè ha. Đó. Đây. Lùng lực ha. Mã số 5 350.000. Linh sam 86 nha anh chị. Đây. Cây này nay nó cũng bung mầm rồi, chắc nó cũng sắp sửa có rễ cám rồi ha. Tiếp theo là mã số 6 ha. Chiều bay ra là 20, hoành ở vị trí này 23 ha. Lô này thì rộng tự nhiên anh chị, cây này không có sữa nè, còn nhựa này nó đầu nó cũng kéo trên mặt cát này nè ha. Mã số 6 giá là 300.000. Dán bay tự nhiên ha. Cây này có thể anh chị mình nghiêng xíu mình chạy đổ treo cũng được nè. Đây ha, đó. Nghiêng xíu mình chạy đổ treo được. Rồi, số 6 300. Mã số 7. Chiều cao 19, hoành ở vị trí này 25. Đó. Cây này thì anh chị mình không thích cao thì mình chơi mình tán mình làm mình chơi trực lắc được nè anh chị. Đây. Đây ha. Cắt ngang vị trí ngay ngón tay em ha, cắt ngay đây. Đó, ra cây trực lắc cũng khá là đẹp ha. Rồi mã số 7. Đây, mã số 7 thì em giao lưu giá cũng là 300.000. 300.000 cho mã số 7, linh sam 86 ha. Rồi, tiếp theo là mã số 8 ha. Em đo vị trí này là 19 ha anh chị, cao là 21, không có đo tổng ba cái thân này ha, đây là một bệ này ba thân nè. Đo một hoành một thân giữa ngay đây là 19 nè. Cây phơm dáng tự nhiên ha, dáng thiên nhiên. Rồi mã số 8 giá là 350.000. Mã số 9 cũng là một cây lùng lực ha, trực lắc. Chiều cao là 11 ha. Hoành vị trí đây là 28. 28 là đo chạng ngang đây anh chị, chứ không có đo xuống đây nha. Đó. Mã số 9. Mã số 9 thì giá là 400.000, em bao phí ha. Bao phí bao sống luôn nha. 400.000 cho mã số 9. Tiếp theo là mã số 10. Chiều cao là 18 ha, hoành ở trên ngang đây là 22 anh chị, còn xuống đi đo xuống sâu này nữa cũng khoảng 30 rồi ha. Đây, cây này cái dáng cũng khá là quái ha, chơi cành rớt được anh chị, xả cành rớt được nè. Cây này mình dựng lên xíu vậy chơi cành rớt xuống. Rồi mã số 10 giá là 300.000. Mã số 11 hoành ở vị trí này 26, chiều cao là 24. Đây. Mã số 11 ha, có giá là 400.000. Lô này là không có bẻ gọng ha. Lô dán tự nhiên anh chị. Rồi cây số 11 giá là 400. Tiếp theo là mã số 12, đo hoành tổng của hai thân là 25 ha. Cao lên đây là được 16 sen. Đây ha, cây này hai thân. Cây này về có thể anh chị mình cắt lại được.
không chơi thân này dài em cắt xuống đây ha, đánh cái tàn bay ra cũng được. Điểm cái cành hồi ngọn này, điểm cành hồi xuống. Rồi mã số 12, giá là 250.000. Tiếp theo mã số 13 cũng là một cây lùng lực nữa ha. Đây, hoành vị trí này 26, chiều cao từ đỉnh xuống đây là 11 anh chị. Đây, tới nữa mình nói cái ngọn này xuống ha, mình chơi dán quái ha. Đó. Rất là dễ thương ha, lùng lực nè. Mã số 13, giá 350.000. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14. Hoành ở vị trí này là 24 ha, chiều cao được 14 cm. Đây, cây này trực lắc ha. Dáng nhìn cũng rất là êm ha anh chị. Đế nở dách chữ A ha. Này. Rồi mã số 14, giá là 350.000. Rồi em lên mã số 15, cũng là mã số cuối video hôm nay. Đó. Chiều cao của cây này là 15, hoành ở vị trí này 23 ha. Đó, lên sam 86. Mã số 15 thì em giao lưu anh chị giá mình là 300.000. Bên em thì bán bao ship bao sống cho anh chị mình luôn ha. Về cây có hư hao gì trong vòng khoảng 2 tháng cây nó không lên mầm hay gì, anh chị mình chụp hình gửi cho em đổi cây sát các giá trị ngang ngửa vậy ha anh chị. Rồi em cũng xin tạm dừng video tại đây ha. Chúc quý cô chú anh chị một buổi chiều thật nhiều niềm vui luôn ha. Rồi em xin mến chào quý cô chú anh chị.